Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Theo tờ báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 6 năm 2020 loan tin, kết quả khảo sát gần 130.000 công ty của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản cho biết là có 47.2% công ty có hoạt động xuất cảng đã không xuất được hàng hóa sau khi sản xuất ra và có 57.7% công ty bị ảnh hưởng vì thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Theo cơ quan này, thì hoạt động xuất nhập cảng từ đầu Tam Cá Nguyệt năm thứ hai năm 2020 của Việt Nam đã bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch coronavirus, đặc biệt là các thị trường lớn như là Hoa Kỳ, Liên Âu, Nhật, ASEAN. Có 3 nhóm hàng hóa chính của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn, đó là các mặt hàng như nông sản, thủy sản, nhiên liệu, khoáng sản và công nghiệp chế biến. Trong đó thì mặt hàng nhiên liệu, khoáng sản là giảm mạnh cho tới 60.6% so với cùng thời kỳ năm 2019. Liên quan tới vấn đề này thì trang trung tâm WTO ngày 1 tháng 6 loan tin, tính trong 5 tháng đầu năm 2020, tình hình xuất cảng của Việt Nam giảm mạnh so với cùng thời kỳ của 11 năm trước. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Việt Nam vốn đã chưa được tự chủ được, nay lại gặp dịch coronavirus thì lại càng yếu ớt hơn. Tuy nhiên, thì các chuyên gia đánh giá đây mới là khởi đầu cho những khó khăn mà nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sẽ phải gặp trong tương lai rất gần. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.